Thì thôi giờ chúng ta trở lại. Thì nói xa không bằng nói gần, giờ bắt từ thấp tới cao. Thì tôi muốn rằng quý vị phải giảng sanh mà không về cõi Phật được thì nhờ A-di-đà tiếp dẫn. Mà muốn nhờ A-di-đà tiếp dẫn thì phải nhất niệm. Còn bây giờ con tạm niệm thì sao chứ? Nhờ ban hộ niệm. Mà lỡ không có ban hộ niệm thì sao? Để hiện hồn về cho gia đình, cho bạn xem mình, giống như ông này hiện hồn về cho cô Thiện Chí vậy. Thì phải được cứu rỗi. Nếu mà không hiện hồn, không mà nhập vào xác người mẹ thì cổ làm sao có cái bữa tra tăng hôm nay? Rồi tôi làm sao kêu tên ổng về đây? Thì nghe gì ổng đã hiện hồn, tức là ổng có cái hiểu biết. Mà biết sao? Con không biết. Thì phải nhờ tôi nói. Thì tôi phải nói theo Đức Phật. Tôi phải chịu trách nhiệm về cái chỉ dẫn của tôi. Nếu sai tôi xin chịu tội. Còn tôi nói đúng, ổng không thực hành thì ổng phải ráng chịu. Nhưng mà ổng không biết thực hành sao, phải nhờ tới tôi. Mà ổng khôn, ổng nhờ ngay cô Thiện Chí. Thì hôm nay mới có buổi trai tăng ông, thì chắc chắn ổng phải đến đây. Nếu mà ổng chịu thì hôm nay ổng giảng sanh tôi, không còn nương gia đình nữa, mà không sanh về cõi trời nữa, thì sanh về với Phật A-di-đà. Thì cô Thiện Chí muốn vậy, thì biết là thất cổ là cái nghiệp nặng lắm, tính là tán loạn ngu si là mới chết. Tưởng đâu chết là hết, không hết. Chết với cái tâm tán loạn này sẽ ở bốn đường ác. Rồi bốn đường ác thì ngu si làm sao tự lực mà lên được, thì phải nhờ Đức Địa Tạng. Mà khi nào biết kết quả? Cái này tôi nói tôi giảng cái gì nó phải giảng cho kỹ. Thì cô Thiện Chí phải biết kết quả. Khi nào niệm Phật mà tới có hào quang, tới Đức Phật Địa Tạng rồi đâu, có hoa sen, có điều lạ, thì đây là ông giảng sanh về cõi trời. Nó chắc chắn như vậy. Còn chưa có là chưa kết quả đâu. Nếu kết quả là cái tâm cô phải nhất niệm, cô có thể niệm Địa Tạng trong 2-3 ngày là kết quả liền. Còn nếu cô niệm cô nghĩ tùm lum thì chính cô tập niệm, thì 10 năm cũng không kết quả. Thành ra đừng có đổ thừa là Địa Tạng không linh. Linh hay không là do mình. Quý vị nên nhớ chỗ đó. Linh bất linh tại ngã. Thành ra có người bệnh là sao niệm Quan Âm là hết bệnh. Có người niệm 9-10 năm mà không hết. Quan Âm không công bình, Quan Âm không linh. Có người nói Quan Âm không linh, tôi thay bằng Địa Tạng. Hay cái hình này xấu hay thay hình khác, thay 100 cái hình cho đẹp hơn cũng không kết quả gì hết. Mà thay mình không thay. Thành ra tôi mới nhắn nhủ Phật tử từ nay đừng có tin ở tha lực quá. Phải có tha lực mà tự lực mình là chánh. Như hôm đó cái cô gì đó cũng tu ở nhà, rồi có vô có niệm Phật, rồi có tạp niệm, rồi có đi hỏi mấy vị đại sư, mấy vị pháp sư giảng ở Tịnh Xá Ngọc Vân này đó, cũng không biết nghe ai. Người thì chỉ vậy, người thì chỉ người khác. Có lời hỏi tôi, ông sư này, ông thầy này có tới 3-4 thầy giảng, thì ông tin vào mấy thầy. Thì ông nói ở đó cổ niệm Phật còn có đếm cái tay làm sao đó. Tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rồi trở lại từ 1. Có khi thì từ 5, có 3 tới 10. Rồi bây giờ cổ thấy rằng như vậy thì cổ đếm tới 5 được trở lại 1. Bây giờ thì mấy thầy giảng phải đếm 5 tới 10 mới được trở lại. Rồi hỏi thì có vị nói vậy cũng được, có vị nói không được. Phải niệm tới 10, có người nó phải bắt đầu từ 1 rồi. Cô hỏi bây giờ sao sư? Con không biết làm sao. Con hồi đó giờ con niệm mà tới 5 rồi con trở lại bắt từ 5 niệm tới 1. Rồi có chị nó không được, phải bắt từ 1 tới 5. Có chị nó không được từ 5 cho tới 10. Rồi bây giờ theo sư con phải làm sao? Tôi nói theo tôi hay theo cô? Cái nào phải hơn? Tôi là trình độ của tôi khác, cô trình độ của cô khác. Bây giờ con theo ai? Tôi nói cô không theo ai hết. Dầu Đức Phật bây giờ cô không theo, đừng có nói là theo tôi. Không theo sư nào, không theo ông nào hết. Cô nghe rồi cô thực hành. Cái nào làm cho cô nhất niệm, cái đó là quan trọng. Cô nhức đầu, tôi cũng nhức đầu. Tôi uống thuốc này hết, cô phải uống thuốc này hết. Làm sao được cái vụ đó. Nhức đầu đồng thời nhức đầu. Nhưng mà nhức đầu vô gan, vô bao tử, vô thận,
hay vô nóng cho mỗi người mỗi khác. Không thể đem cái pháp môn của người này mà đem cho người khác được. Mình có thể giảng cho người ta, nhưng người đó phải tự lựa chọn lấy. Cái pháp môn nào cũng là dối gạt hết, mà cái nào dối gạt cho mình, kết quả mình đi theo cái đó. Cứ hoài qua cái vô niệm thì mới bằng nhau, còn nhất niệm thì thôi vô số. Cái đỉnh núi vô niệm có một thôi, mà con đường đi đến đỉnh núi có trăm ngàn con đường. Mà người ta leo thẳng đã lên, mà tôi thứ yếu suối này biết tôi leo làm sao được. Tôi phải đi vòng. Đi vòng thì xa à sư? Xa mà khả năng tôi như vậy là sao? Giờ người ta có máy bay, người ta có xe hơi, người ta có Honda, mà tôi không có, mà xe đạp cũng không có, thì tôi phải bò, phải đi. Mà đi không được tôi bệnh nữa thì tôi lết. Lết không được thì tôi lúc đó. Tại cái khả năng, cái việc báo tôi vậy thì tôi cứ theo, mà đừng có mà rối rôm, phải theo phận rối rôm. Thành ra cái Phật tử thường thường bỏ mình, mà tin vào các vị giảng sư. Còn nếu tôi đưa ra pháp môn thì của sư hơn hết tất cả ba ông kia. Còn đưa của Phật thì Phật hơn cả sư nữa. Nhưng mà cái áp dụng thì không được. Mỗi người nó mỗi khác. Thành ra tôi nói cô đừng tin ai hết đó. Mà người đáng tin nhất là cô. Nhưng mà đừng tự cao, nghe người ta giảng rồi thử áp dụng coi. Cái nào làm cho cô nhất niệm thì cái pháp môn này là đúng. Hồi đó giờ cô không từng lần chuỗi, giờ lần chuỗi nó tạp niệm thì cô dục chuỗi. Mà cô lần chuỗi quen rồi, bây giờ biểu bỏ chuỗi mà cô thấy nó không không nhất niệm, nó tạp niệm thì cứ lần chuỗi. Quý vị phải nắm cái chỗ đó. Vậy tôi nói tôi thường thường giảng pháp là tôi nắm cái lõi, nghĩa là nắm cái tâm, chứ tôi không nắm cái phương tiện. Như vậy không phải là dục phương tiện. Phương tiện rất cần, nhưng mà có trăm ngàn vô lượng phương tiện. Phương tiện nào mà nó hợp với mình thì cái căn cơ phước báo mình khác, thì phương tiện mà ít hơn thì cứ ít. Mình cứ bền là quan trọng hơn hết. Nhớ ha, rồi sao hỏi nữa là tôi cạo tóc à. Tôi nói chưa, tôi đi giảng đâu vậy? Tôi giảng hồi khi có cô nói là hôm tôi giảng ở đâu à? Mấy người Việt kiều cũng vậy. Hỏi niệm Phật bốn chữ hay sáu chữ sư? Niệm Phật lần chuỗi hay cõi lần chuỗi? Niệm Phật lớn tiếng hay nhỏ tiếng? Người ta nói niệm mà bốn chữ thì không giảng sanh, thiếu chữ Nam Mô là bất kính. Còn không lần chuỗi là không giảng sanh được. Còn niệm nhỏ thì cũng không giảng sanh, phải niệm cho thật lớn nó mới nhất niệm được. Tôi nói tôi cạo đầu cô bây giờ. Giảng một lần thì mình nắm cái gốc đó, tôi hỏi nữa thì tôi trả lời tới chiều bây giờ cũng không hết nữa. Không phải bốn chữ, không phải sáu chữ, không phải lớn, không phải nhỏ, có niệm bằng miệng sao? Niệm bằng chữ sao? Cái A-di-đà giúp cô giảng sanh hả? Cái giảng sanh là do cái tâm. Nếu cô nhất niệm là cô giảng sanh, mà giảng sanh về cõi trời chứ không về cõi Phật được. Chúng ta phải hiểu cái đó. Rồi cứ hỏi hoài, qua cái này qua cái khác thì cũng có một thứ thôi. Thứ là nhất niệm. Còn cái phương tiện đối tới nhất niệm thì trăm ngàn tỷ tỷ cái phương tiện. Tự nhớ ha. Thành ra cái này cũng vậy, mấy câu hỏi này cũng vậy. Như cái ông nãy hỏi, tôi những câu mà tôi thấy tôi trả lời chung thôi. Còn bây giờ giảng từng ly từng tí, bây giờ thí dụ tôi có đắc quả tôi biết đi, tôi nói cho ông hiểu không? Ông hỏi là hỏi bài vở lúc 12 mà mới mẫu giáo, thì bây giờ tôi giảng bài vở 12, ông hiểu không? Không ích lợi cho ông mà lợi mệt tôi. Thì bây giờ thì chỉ pháp tu thôi. Tới chừng nào ông tới giai đoạn đó tới những câu hỏi mình là câu hỏi vô lý. Chỉ có mẫu giáo mới hỏi như vậy, còn học trò lớp 7, lớp 8 là không có hỏi như vậy. Chừng đó là tự nhiên sáng tỏ. Sáng tỏ là do mình, tự mình phải có cái hiểu biết đúng đắn. Mà hiểu biết đúng đắn thì cái đau khổ sẽ mất. Con người hiểu biết sáng suốt thông minh thì sẽ sống với thông minh hạnh phúc. Mà thông minh hạnh phúc Đức Phật còn không đồng ý. Đó là cõi trời thôi. Phải hiểu biết toàn vẹn tất cả mọi phương diện, vô lượng phương diện, thì cái biết này cực khổ đó. Nhưng mà cực khổ mình đi hoài cũng Phật, đạo Phật không phải cho mình Thích Ca Mâu Ni, không phải cho mình Thái tử Siddhartha. Phật đã nói rằng ta là Phật đã thành, các con là Phật đang thành và sẽ thành. Ai đó cũng thành Phật hết nếu chịu tu. Thôi bây giờ tôi qua cái thứ hai.
Cái thứ nhất là phải giữ năm giới cho tròn, mà đạo Phật không phải là không làm các điều ác mà còn phải làm các điều lành. Phật tử giờ học thuộc lòng nghe không? Hãy tới tôi bắt trả đấy, sau này không thuộc là tôi cạo tóc ạ. À, không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, không tà dâm mà phải tiết dục gia đình hai con thôi, không nói dối phải nói lời chân thật dịu dàng. Cái thứ năm, không ghiền các chất sai mà phải quán cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau. Thôi bao nhiêu đó là cái đầu tiên của cái sắc thân. Còn chưa được cái đó đừng có nói tìm hiểu đạo Phật, mất công lắm. Hỏi tùm lum tùm la rồi cũng chẳng hiểu gì hết. Bắt đầu giữ giới đi. Mà giữ giới muốn cho được thì phải sao? Cái tâm phải cho thật mạnh. Tại sao có người mà giữ giới không được, có người giữ giới dễ dàng? Do cái thứ hai, tức là cái ý chí mình, cái tâm phải cho định, cái định lực cho mạnh thì mới lướt được những cái phá giới. Thời buổi này mấy người phá giới thì nhiều, còn mấy người giữ giới rất ít. Họ chọc phá mình. Còn nếu mình giận một cái là mình bỏ luôn, hoặc mình chửi họ, mình làm cãi lộn với họ thì bao nhiêu công phu mình bỏ hết. Phải do cái ý chí, cái tâm mình vững vàng, sâu sắc mới lướt qua mọi hoàn cảnh được. Tôi hồi xưa cũng bị cái này. Tôi ăn chay gặp mấy thầy giáo là bắt đồ mặn bỏ vô. Không lẽ mình cãi lộn hay mình chửi thì phải gấp bỏ ra. Bỏ ra rồi nó bỏ vô, rồi mình bỏ ra, rồi bỏ vô nữa thì mình bỏ ra. Mình phải bền chí chịu. Chứ bây giờ làm sao bây giờ? Thì chính những cái đó là cho mình cái đạo quả mình cao. Tu là phải nhẫn. Nhẫn những điều khó nhẫn mới là người tu. Còn càng ngày càng nhẫn nó càng làm dữ nữa, thì mình phải nhẫn nữa. Thì đại khái vậy. Thì muốn nhẫn được thì quý vị phải qua năm giai đoạn. Thì tôi giảng ba thôi vì thì giờ không có. Thứ nhất là niệm Phật đếm từ 1 tới 10. Thứ hai là niệm Phật khỏi đếm. Thứ ba là khỏi cần niệm Phật nữa, vẫn có tiếng niệm Phật thì ở đây nhẫn được. Mà vẫn vừa vừa thôi ạ. À, quá tải là nó cũng bực á. Rồi cái thứ tư là chìm đắm trong trạng thái niệm Phật. Cái thứ năm là ra khỏi trạng thái chìm đắm này. Thì cái này cao á, quý vị phải hiểu cái gì thức cho sâu. Cái thứ ba là thấy khó giảng rồi đó. Nhưng mà tôi xin giảng cái thứ ba đại khái thôi, thì giờ nó hết nãy giờ rồi. Hết tới 20 phút rồi đó. Chút xíu nữa tôi kết luận rồi nghỉ. Thì nói nó thiếu quá, tội nghiệp quý vị mới. Quý vị chắc không còn nghe ở đây nữa. Thì giai đoạn thứ hai là niệm Phật đếm từ 1 tới 10. Thì quý vị coi con trâu ở ngoài đồng ruộng, con trâu hoang đó, thì mình giai đoạn đầu cũng giống vậy thôi. Tức là ngồi xuống A-di-đà Phật 1, A-di-đà Phật 2, A-di-đà Phật 3, mới tới 2 là nó nghĩ tới chuyện gia đình rồi. Nghĩ tới chuyện bữa nay, chuyện hôm qua, chuyện 1, 2 năm, 10 năm, tiếc tiếc nữa. Nó không bao giờ dứt. Thì tất nhiên muốn nhất niệm, mình phải kéo trở lại A-di-đà Phật. Mà miệng niệm thì cái tư tưởng là cái tâm của mình phải nghĩ tới Phật. Cái này là cái chánh. Cái miệng giúp cho cái tư tưởng. Còn chưa được nó phải vừa lại Phật. Miệng vừa niệm thì tâm nó nghĩ dễ dàng. Như mẫu giáo. Thì bây giờ nó vẫn phóng thôi. Bởi vì nó là trâu quan, mình không theo dõi, không chăng nó. Bây giờ chăng thì nó đâu có chịu. Nó phóng, phóng thì kéo về. Kéo về nó phóng nữa, kéo về, nó phóng nữa, kéo về. Đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Quý vị nói thôi khó quá nghĩ. Thì kiếp sau sanh lên mẫu giáo nữa. Còn khó quá nghĩ kiếp sau mẫu giáo nữa. Mẫu giáo thì ngu si, mà ngu si thì khổ đó. Muốn hết khổ đau thì tự lực mình phải tiến hóa. Thì giai đoạn đó phải làm hoài. Thì quý vị niệm Phật 1.000 câu thì nhớ tới Phật 500. Còn 500 là nghĩ tầm bậy thì tất cả đều vào trong linh hồn quý vị hết. Rồi trong linh hồn quý vị nếu kiếp trước không tu thì chủng tử đồng minh của chủng tử ác nó nhiều. Thì 500 câu vô đó nó diệt hết chủng tử niệm Phật 300 còn 200. Vì phải nhớ cái chỗ đó khổ vô cùng. Niệm 1.000 câu cuối cùng còn có 200. Bỏ cuộc.
thì chủng tử ác nó sẽ tiêu diệt hết 200 luôn, không còn hột giống nào hết. Thôi ngày mai tiếp tục 1.000 câu, được 200 nữa là 400, có đồng minh rồi, 400. 400 so với chủng tử ác mới nhiều kiếp trước thì bây giờ làm sao làm lợi nó. Mốt tiếp tục nữa, được 200 nữa là 600, bước kia được 300 nữa là 900. Mà muốn được cho nhiều phải giữ giới cho kỹ. Nếu mà mình đi xã giao tiếp xúc rồi vợ con bệnh hoạn chết chóc, rồi mình cứ đặt vấn đề của ai, khổ quá, vợ tôi nó không hiểu tôi, nó chỉ hiểu con cái nó thôi, nó coi thường tôi, cái này làm cho mình khổ đau. Rồi biết có như vậy hay không, hay tại mình suy nghĩ. Nó chết, nó bệnh hoạn gì, nó cho con cái hay, mà tôi là chồng nó không để ý tới tôi, nó không cho hay gì hết, nó coi thường tôi. Thì chính cái tư tưởng là mình khổ đau, chứ chưa chắc cô bạn mình có ý nghĩ vậy hay không. Mình đâu có biết, suy bụng ta ra bụng người, mà chính mình làm cho mình khổ đau. Thì nó cứ theo đuổi hoài, mình sống như vậy mà vợ mình coi thường mình. Vợ chồng mà ta trong kinh Đức Phật nói người vợ phải kính chồng như kính Phật. Mà nếu con nghe giảng thì tôi thấy cô bạn tôi là quá tệ, thì cái tư tưởng này làm cho mình thù hẳn còn dữ nữa. Mà biết cô bạn mình có vậy hay không? Đức Phật nói cái đau khổ tất cả đều do tư tưởng của mình. Thì bây giờ muốn vậy thì phải niệm Phật đẩy nó ra. Nhớ tới Phật A-di-đà, nhớ tới Phật, chứ đừng nhớ tới chuyện vợ con, những chết chóc hay chuyện mà trong gia đình tiền bạc này kia. Đừng có nhớ tới những kỷ niệm xấu của vợ mình trong cuộc sống. Bây giờ ai cũng chưa đắc quả, ai cũng chưa thành Phật, thì làm sao ai không có lỗi. Không những vợ mình có lỗi, mình cũng có lỗi. Mình đâu phải là thánh, tôi cũng còn có lỗi. Mà tại sao mình không nhìn cái lỗi của mình để cải sửa, mình bắt người ta phải cải sửa? Đức Phật không bao giờ bắt người khác cải sửa. Ngài chỉ cái lỗi, nếu mà mình không thấy cái lỗi mình thì mình sẽ đau khổ vì cái nhận thức mình quá kém. Muốn cho an lạc mình phải cải sửa mình, đừng có nhìn cái lỗi người khác. Mình chưa phải là thánh, mình cũng đầy nhóc, thì người ta cũng chưa phải thánh, người ta cũng đầy nhóc. Mà tại sao mình không phải là thánh, mình bắt người ta làm thánh? Thì mình phải hiểu cho đó. Thành ra có cái đó mình bắt đầu cởi mở. Cởi mở thì không nghĩ tới cái xấu người ta nữa, thì mình đã thiếu nhất niệm. Thành ra cái nhất niệm là nhờ mình giữ giới. Đừng nhìn cái tội lỗi người khác, mà nhìn cái tội lỗi của mình. Tới chừng nào mình đắc quả thánh rồi thì mình chẳng những không xét tội lỗi vợ mình, con mình, mình lại thương hại nó. Thương hại là sao? Rồi bây giờ nó có cái lỗi xấu là bởi vì nó ngu, nó tối. Hồi xưa mình cũng ngu tối như vậy. Chẳng lẽ một cô giáo mà học trò học lớp mẫu giáo mà lại ghét nó, mày sao mày ngu quá vậy? Ngu nó mới học mẫu giáo, chứ nếu nó còn nó làm cô giáo chứ đâu có vừa học. Thì mình phải thương hại nó. Sở dĩ nó ngu cho nên nó mới nằm mẫu giáo, nó mới ráp dần. Còn thời gian nó khôn như mình thì nó làm cô giáo đó, nó dạy gì nằm mẫu giáo. Thành ra người ngu chừng nào mình lại càng thương xót, mình giúp đỡ, mình tận tụy lo cho nó. Nếu vợ mình thật sự ngu như mình hiểu thì mình phải thương nhiều hơn. Thì căn cơ cổ như vậy. Đúng rồi, phải giúp cho cổ đi chùa, đi nghe pháp, đi mấy vị sư nào có đức, để cổ sống cuộc sống an lành hơn. Còn mình sao? Mình cũng lắm, mình đồ tôn dính mực tùm lum. Mình cũng phải đi nghe pháp, mình phải cuộc sống, mình phải biết thương vợ, cung kính nó, lo cho nó. Còn vợ đi nghe pháp thì phải kính chồng như Phật. Chồng mà nghe pháp rồi phải lo lắng cho vợ, thương cũng như là thương mình. Thì đó là Đức Phật dạy. Thôi đại khái là như vậy. Thành ra cái giữ giới kỹ thì niệm Phật đếm từ 1 tới 10 nó dễ dàng. Thì mình qua tới thứ hai, 10, rồi 1 lần, 2 lần, rồi 2 lần nó phóng. Thì mình tiếp tục nữa tới 3 lần, 100 lần, 1.000 lần nó mới phóng. Thì cái tâm đã khá rồi đó. Bây giờ nhất niệm mình bắt đầu thông minh hơn. Nhưng thông minh hơn chứ chưa có thông minh hoàn toàn. Thì có thể 1.000 lần, 1.000 câu niệm Phật mới phóng 1 lần. Thì tất nhiên là mình khá lắm rồi. Thì qua giai đoạn thứ hai là bỏ cái giảm, khỏi đếm từ 1 tới 10 nữa.
A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, khỏi đếm một, bài ba nữa, bị nó không có phóng rồi. Con trâu mà giờ nó đi trên bờ đê, nó không xuống ruộng mạ, thì cầm cái dàm chỉ cho mà thầy. Nhưng mà có chừng, nó đi chừng 1.000 thước, hay là 1 tiếng là nó cũng phóng, nó chưa từng lắm. Thì mà niệm được 1.000 câu, 2.000 câu, nó phóng một cái. Thì phóng là tạp niệm rồi. Bây giờ phải chảy xuống chụp cái dàm, kéo trở lại. Nhưng mà đâu có kéo hoài, nó thừng rồi. Kéo nó đi chừng 2-3 phút, thảy lại. Làm tới làm lui như vậy thì đổ mồ hôi sôi nước mắt. Nhưng muốn đắc quả, muốn thành công thì phải bền thôi. Bền quân là thắng trận. Thành ra Đức Phật nói thắng một vạn quân không bằng tự thắng mình. Tự thắng lòng mình là chiến công oanh liệt nhất. Đừng có hơn thua với người khác. Đừng có hơn thua với con cái. Đừng có hơn thua với vợ mình. Hơn thua với mình. Tại sao mình tập niệm hoài vậy? Mình nhất niệm được không? Được. Nhưng mà tại sao nó cứ phóng hoài? Thì nó đã quan là mấy trăm năm, nhiều kiếp nay rồi, bây giờ muốn kéo về cũng phải nhiều kiếp. Mình có bền hay không? Bền thì tới thôi. Người ta phước báo, người ta đi xe hơi, đi máy bay, rồi mình nói mình cứ lắc hoài mà tới không? Bảo đảm là tới, nhưng mà lâu. Người ta đi xe hơi có thể 5-10 phút ta đến, mình lắc vậy tới cả 2-3 tháng, 1-2 năm, 10 năm bây giờ cũng làm. Cái mục đích là đến nơi, tới giải thoát. Thì giải thoát là vấn đề quan trọng. Cái phương tiện là tùy mỗi người. Nghèo chết mồ chết tổ mà muốn đi xe hơi, muốn đi máy bay làm sao có. Rồi mình ở đó ngồi tơ tưởng, ngồi la trời la đất hoài ích lợi gì. Thôi bây giờ cứ lúc lắc, lúc hoài. Chúng ta coi con rùa với con thỏ, chúng ta nên bắt chước con rùa. Rối rơm theo phần rối rơm. Rồi nó đến, nếu không đến thì tôi xin xuống địa ngục. Thành đó ai cũng có thể thành Phật được hết. Phước báo nhiều, phước báo ít. Không phước báo tàn tật cũng thành Phật được. Nhưng mà yêu cầu có một chữ bền, tinh tấn thôi. Mà dám tinh tấn hay không? Té đau quá rồi nằm dạ luôn rồi đổ thừa. Tại vợ, tại con, tại tôi nghèo, tại tôi tàn tật. Mấy cái đó không quan trọng. Nếu té mà tôi không ngồi được là tại tôi. Tại tôi thì tôi có quyền cải sửa tôi. Té một lần, 100 lần thì tôi ngồi dùng 101 lần. Cái phiền não nó, cái cản trở, cái phước báo mình, cái phiền não nó phá tôi rộng hơn biển. Cái ý chí tôi phải rộng hơn biển. Cái thử thách tôi cao hơn núi, ý chí tôi phải cao hơn núi. Mấy người có ý chí như vậy là có thể làm mọi việc. Thì tôi năn nỉ quý vị có bao nhiêu đó thôi. Thì quý vị đếm từ 1 tới 10, một thời gian thấy thuần thục rồi thì khỏi đếm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà tới 1.000 câu, 2.000 câu nó mới phóng, thì trở lại giai đoạn thứ nhất. Chừng nào tới 10.000 câu nó không phóng thì cũng chưa được đâu. Giai đoạn thứ ba nó tự đến. Cái kia là mình cố gắng được, cái này nó tự đến. Khi nó đầy cái linh hồn mình rồi thì chúng tử niệm Phật. Ban đầu 200, rồi 400, rồi 700, rồi 1 triệu, 1 tỷ. Đồng minh nó mạnh, nó tiêu diệt chủng tử ác lại. Còn đó chủng tử an hiếp nó. Bây giờ nó có đồng minh, nó tiêu diệt chủng tử ác lại. Nhưng mà chủng tử ác thâm căn cố đế, tức là hột giống nó già, nó chín rồi, nó nằm ở đó. Khi vậy, nó chờ khi nào mình giải đãi. Cuộc sống này chúng ta thấy lên, rồi khi hoàn cảnh nó bế tắc thì giải đãi trở lại. Thì nó có đồng minh, nó tiêu diệt chủng tử niệm Phật lại. Chúng ta thấy cuộc sống không phải là thuận buồm xuôi gió hoài đâu. Thì ở ngoại quốc có mấy người kể chuyện cho tôi. Khi mà cha mẹ già rồi, nó bắt cha mẹ nuôi cháu. Ở ngoài nó đi làm việc mấy ngày, mấy một ngày 8 tiếng rồi nó phải học thêm đủ thứ hết. Thì cái tiền đô nó lớn. Mẹ về nuôi mấy đứa con của con đi, con gửi tiền cho mẹ sống. Mẹ khỏi làm cái gì hết, mẹ cứ đi vô Phật thất niệm Phật thôi. Thì sướng quá, về Việt Nam cũng sống dễ dàng thôi. Thì nó vẫn nó dư tiền, nó gửi về đây thì sống khỏe, cứ đi Phật thất niệm Phật rồi thôi. Nhưng mà cuộc sống đâu phải là thuận buồm xuôi gió, êm xuôi hoài. Đùng một cái nó bị tai nạn xe cộ, mình đúng chết vào. Cúp, cúp lừa.
từ nay hai ba đứa con của nó mình phải nuôi, bây giờ thương ông gửi qua nó chết rồi, giờ làm sao? Không lẽ bây giờ nó chết thì bỏ cháu của mình, bỏ con của nó, thì bây giờ phải ra làm ăn. Mà ngoài đời làm ăn thì đó là phải chửi lộn. Một câu nhịn là chín câu cử, chứ không thể mà nhịn được. Mình đi Phật thất thì được là cái hoàn cảnh toàn là Phật tử không, gần đèn, bây giờ đèn tắt hết rồi gần mực, thì trước sau cũng phải lắm. Ra buôn bán để nuôi ba đứa cháu, mà nói vợ không rồi giờ có quả báo tới, thì phải chửi lộn, phải là chợ đen chợ đỏ mới sống cuộc đời này, mới có tiền mà nuôi ba đứa cháu. Thì những câu niệm Phật mất hết mà thay thế bằng những câu chửi thề, thì chủng tử ác có vô nó tiêu diệt chủng tử niệm Phật. Thế là bao nhiêu công phu, cái tòa sen nở bên xứ dưới cực lạc xốp lại rồi gãy luôn. Thành ra cái cõi này nó đau khổ, quý vị phải cố gắng, cố gắng. Nếu ai mà có đủ phương tiện thì cố gắng cho thẳng tới đi. Còn nếu gặp Phật A-di-đà hiện tới, đúng là cái này tôi không giảng nữa, tôi để khi khác giảng thì phải nói cho kỹ, cho không phải bị quý vị lầm, thấy không? Thì bây giờ nói tới vấn đề chết, thì cái niệm Phật mà được nhất niệm, khỏi cần niệm Phật nữa, mà vẫn có tiếng niệm Phật, thì quý vị có thể giảng sanh về cõi trời. Mà muốn nữa quý vị phải phát nguyện: A Di Đà ơi, con đã nhất niệm rồi, A Di Đà, con không muốn về cõi trời, nhưng mà cõi Phật con không đủ cái từ lực, A Di Đà tiếp dẫn con. A Di Đà, con nhất niệm chưa? Nó con nhất niệm rồi, con khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật. A Di Đà hiện ra tiếp dẫn mình vậy. Tức là Ngài đưa cái bông sen bằng hào quang. Có chừng nghe, cái bông sen bằng hào quang nó khác, chứ có bông sen ở tình sáng ngọc dẫn, vẽ vô có thể uống nước trà được, trà sen. Còn cái bông sen kia chụp là không dính, nó là thế giới của sắc na, không tin. Thì ở đó bên ngoại quốc đó, thì thầy nào nó có viết đó, thì có một Phật tử họ rất, cũng mới chết mấy chục năm nay, hai vợ chồng là bắt bồ câu tìm để mà bán hồi ở chợ lớn. Khi tiếp thu rồi hai ông bà chạy qua bên, mới là mở cái hãng xăng ở ngoại ô, có cái nhà ở trong thành phố. Thì ban đêm ông chồng phải đó giữ hãng xăng, bà vợ làm sáng đêm điểm tâm ra. Thì bữa đó ra điểm tâm thì thấy cửa mở hết, vô thấy ông chồng ngồi ở trên ghế mà chết, cắt cái cổ giống hệt như mà cắt bồ câu. Thì cổ biết rồi, cổ đi nghe pháp, cổ nói là cái quả báo. Mấy người giết chồng mình chết dám là mấy con bồ câu nó mang thân người, thì nó phải trả thù rồi. Thì công an Mỹ đến làm việc, cổ giết tờ thơ rút lại, không thưa gửi gì hết. Cái quả báo này là do chồng tôi với tôi đã tạo, bây giờ tới phiên mình nữa thôi, thì giờ phải hồi tâm tu. Đó, rồi tất cả tiền bạc cổ đem bố thí hết, đem vô chùa chúng dòng siêu trụ trì. Cái chùa lớn, cổ xin một cái miếng đất ở sau chùa, các cái cốc ở đó niệm Phật cho tới chết, nhất định không ra cõi. Lúc để ý chí mạnh đó, mà có niệm Phật một cách tinh tấn, nghĩa là bất cứ thời nào hỡi rảnh khỏe là niệm liên tục, khi nào mệt nằm xuống nghỉ một chút thôi, niệm cho tới Phật A Di Đà hiện ra. Thì quý vị thấy, thì Phật A Di Đà nói thôi, con muốn giảng sanh bây giờ. Phật nói thôi 3 năm, 3 năm nữa là con hư, rủi mà cái nghiệp ta thay đổi một cái là con chết. Ngài nói thôi 2 năm, con cũng không muốn nữa. Ngài 1 năm, con cũng muốn liền à. Ngài nói hỏi với con muốn bỏ lâu, con chỉ muốn 7 bữa thôi. Ngay bữa đầm tháng 4 này đó, 12 giờ Phật A Di Đà đến tiếp dẫn con. Trong 7 ngày là con từ giả mấy đứa con với là bà con Phật tử với cho sư trụ trì hay. Phật A Di Đà thì ok, chấp nhận. Thì cổ mới bạch với sư trụ trì là Phật Di Đà hiện nó cho con biết là đồng ý cho con bữa đầm tháng 4 này con giảng sanh 12 giờ trưa. Sư trì nói thiệt không ạ? Con ấy rồi đây lỡ mơ là tôi mất cái lời nói, mất giá trị với người ta. Nói con thiệt mà thầy, con bây giờ nói thầy được. Thì sư trụ trì bán tính bán nghi, thầy đừng cho Phật tử biết, chỉ một số nào Phật tử cận sự ở tịnh xá ở chùa thầy cho biết, với nhờ
mấy thầy mấy sư cô đến để mà hộ niệm cho con. Thì trụ trì đồng ý, không dám cho nhiều hay, chỉ có con cái của với gia đình cô với mấy thầy mấy sư cô đến hộ niệm. Thì thật sự đúng giờ đó là cô tắm rửa, cô lên cô bắt kiết già, cô chắp tay niệm Phật. Thì Phật A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí là chư tánh tăng hiện ra hào quang rực rỡ ban ngày nó mà rực rỡ vậy. Thì có một thầy đó mới thấy là thế giới cực lạc là thế giới sát na. Thì nói trong tâm, Bậc A Di Đà cho con thử để con có niềm tin vững chắc. Thì ở trên lưng chừng, ở trên không gian chứ không có xuống dưới đâu. Thì ngài nhảy lên, ngài nắm cái chân A Di Đà không dính. Thấy có hình có tướng vậy mà tướng là tướng sát na. Ngài nắm thì chỉ được mớ hào quang tủa ra thôi chứ không có chân. Từ nay cái niềm tin của thầy mới vững, thầy mới viết lại cái quyển gì đó, đó. Như cũng mười mấy năm trước là tôi có coi. Thì chúng ta thấy có thể là mấy nhà khoa học bác sĩ là không bao giờ tin vấn đề đó. Không bao giờ tin. Nó là ngoài cái sức tưởng tượng của mình, tại sao có hình có tướng mà lại là hào quang, lại là sát na nắm được không thấy. Thế giới cực lạc là một thế giới xuyên suốt. Tôi không tin. Tôi nói đúng là không tin. Nhưng mà khi tôi ngồi thiền, tôi sâu vô nhị thiền rồi, rồi tôi quán các pháp, tôi coi kinh Kim Cang nói về ưng hà hàng trụ trì tâm, ưng hà an trụ trì tâm, tôi hiểu. Tôi nói rồi, vậy là có thế giới sát na, kêu là thế giới hiện tiền. Thế giới tứ thiền nó giống hệt với thế giới sát na. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mỉm miệng cười, an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Thì cái hiện tại này luân hồi. Hãy có hiện tại là có quá khứ, là có quá khứ, có vị lai. Thì phải nói thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mỉm cười, an trú trong hiện tiền, sát na đẹp tuyệt vời. Mà hiện tiền là gì? Là cái chuyển biến đứng lặng mà chuyển biến. Chỉ có cái linh hồn thôi. Còn hiện tại là gì? Là cái dòng nước này bắt đầu có hình, có tướng. Nhưng mà không thích cái hình bên ngoài, không thích cái hình bên trong. Nghĩa là sắc thân bên ngoài, mình thấy đây, sắc thân bên trong là dây thần kinh cũng không có luôn. Mà thấy sắc thân bên ngoài, sắc thân bên trong và cái ốc này toàn là chuyển biến sắc đà. Nó chỉ là những cái điện tử đang chuyển biến thôi, chứ không có cái tướng. Chỉ có cái hình như hình dòng nước thôi. Thì cái này là sát na. Thì như vậy là quá khứ không có, quá khứ là hào quang, hiện tại là hào quang, và tương lai cũng là hào quang. Khi mình chụp mũ, nó tư tưởng chụp mũ thì mới có hiện tại, thì có quá khứ, có vị lai. Thì hiện tại là cái kết quả của quá khứ, còn tương lai là kết quả của hiện tại. Còn hiện tại không có tướng thì tương lai không có tướng, vị lai cũng không có tướng, chỉ có cái gì hào quang biến chuyển thôi. Bắt đầu tôi hiểu. Tôi nói vậy là cực lạc có. Khó tin nhưng mà có thật. Thì có đâu Phật tử phải tự làm lấy. Còn Phật tử bác cực lạc thì tôi cũng đồng ý. Với cái hiểu biết của ông bác cực lạc là đúng chứ không phải sai. Ông muốn hiểu cực lạc, ông cứ ngồi thiền đi. À, niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật nữa. Ông nhờ A Di Đà hỗ trợ đó, ông sẽ tự hiểu. Còn không là cũng không hiểu, nhị thiền cũng chưa chắc là hiểu được. Nhưng mà phát nguyện thì chúng ta có hiểu được cơ quan. Thôi đại khái là như vậy nha. Thì quý vị có hiểu không hiểu thì tôi cũng chịu thôi. Nhưng mà tôi muốn quý vị hiểu lấy bằng cái thực hành của quý vị. Ai niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm thì không hiểu nổi cái thế giới tịnh độ. Mà khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật thì đây là cõi trời cũng chưa hiểu nổi. Cái A Di Đà tiếp dẫn con thì quý vị sẽ hiểu nhờ cái Phật lực A Di Đà, quý hiểu thể hiểu được thế giới sắc này. Thôi đại khái là vậy ha. Còn cái thứ ba là chìm đắm trạng thái niệm Phật. Cái thứ tư và cái thứ năm là ra khỏi trạng thái chìm đắm khinh hèn sư khác. Cái này là phải đi vào duy thức, đi vào con người quý vị cho sâu thì mai ra quý vị mới hiểu được. Như vậy là quý vị thêm cái phát nguyện là quý vị vãng sanh về cực lạc thôi. Thôi đại khái là như vậy. Nha. Thì cái trạng thái mà vãng sanh hay không
tôi xin kể sơ qua. Nó có ba điều kiện. Một là phải nhờ ban hội niệm. Nếu đã nhất niệm, nhất niệm cũng nên nhờ ban hội niệm. Nhất định là giảng sanh, có thể hạ phẩm hạ sanh, mà có ban hội niệm có thể lên trung sanh thượng sanh. Thành ra ban hội niệm rất là quan trọng, tối ưu quan trọng. Còn nếu tạp niệm, nhờ ban hội niệm mới giảng sanh được. À, thì quý vị ơi, cố gắng. Thì cái chết đầu tiên đó, nếu mà quý vị coi cái sắc mặt, nhất là người khai thị, ở đây cả đống vậy đó mà khai thị giỏi lắm, lựa được chừng 2-3 người thôi. Còn tất cả hội niệm thì dễ thôi. Cứ lợi đó A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, người ta niệm 6 chữ mà niệm theo, người ta niệm 4 mà niệm theo, có vậy thôi. Còn người khai thị phải ngồi kế bên cái người hấp hối, chỉ cho người hấp hối biết rằng anh phải chết, cô phải chết, bà phải chết, Đức Phật còn phải chết mà. Nhưng có một cái không chết nằm trong xác thân của bà, thì phải chỉ. Bà niệm bằng cái gì? Mà miệng, miệng không có niệm Phật đâu. Miệng là do cái tư tưởng, do cái linh hồn sai khiến nó niệm. Bây giờ bà nín thinh, bà không niệm bằng miệng nữa, vẫn niệm Phật được không? Vẫn được. Bây giờ cái miệng bà niệm Phật, bà nhớ tới con cái, phải niệm Phật không? Đó là niệm con. Còn bây giờ tôi đang giảng Pháp mà luôn luôn tôi nhớ Phật Di Đà, nghĩ Phật A Di Đà, tưởng Phật A Di Đà, thì tôi là chánh cống niệm Phật. Tôi chết liền, bây giờ tôi giảng sanh liền. Thành ra cái nhớ, cái nghĩ, cái tưởng mới là quan trọng. Rồi cái miệng niệm, cái thân lễ, cái đó là phụ thôi. Nhưng người sơ cơ là phải thân lại Phật, người mẫu giáo đó, miệng niệm Phật thì cái tư tưởng mới dễ nhớ tới Phật. Còn khi đã cao rồi, thân không cần lại, miệng không cần niệm, tay khỏi cần lần chuỗi, khỏi cần 4 chữ 6 chữ giờ tôi nói người cao nha, thì chỉ cần cái tư tưởng. Mà tư tưởng phát hiện đâu? Ở cái óc. Mà nhớ cái óc không phải là tư tưởng nha, coi chừng cái chỗ đó. Cái tiếng nói không phải là ống loa, mà là làn sóng linh hồn. Linh hồn nó mượn cái óc này để nhớ Phật, nghĩ Phật. Thì cái linh hồn, cái nhớ nghĩ tưởng không bao giờ chết, không bao giờ mất. Khi xác thân này chết rồi, nó trở về cái linh hồn, rồi nó chứa trong đó, nó lấy cái chủng tử đó, nó mới là mang cái xác thân khác. Mà thân gì? Nếu nó nhớ Phật thì phải mang thân bông sen. Còn nó nhớ trời thì phải sanh về cái thân hào quang của cõi trời. Còn nó nhớ tới cờ bạc thì sanh vào gia đình cờ bạc. Nó nhớ tới con chó thì nó sanh vào con chó. Thì cái tư tưởng cuối cùng nó quyết định cho sự giảng sanh. Thành ra quý vị gặp người sắp hối đòi hỏi, bà cô có niệm Phật hay không? Bà mỉm cười, thì tức là hào quang Di Đà chiếu vào cơ thể nó hết 1/2/3. Tức là 3 phần đó thì hào quang Di Đà chiếm cái thân mình đó 2 phần. Còn cái tư tưởng mình có 1 phần. Người này khỏe quắn như là uống 100 thang thuốc bổ, mỉm cười, nó Phật đến rước tôi đó. Thôi tôi từ giả tất cả mọi người, tôi về với Phật nha. Xong bà tắt thở. Như vậy là giảng sanh và hạ phẩm thượng sanh cao nhất. Còn nếu mà hào quang chiếu vào 2/1/3, thì bà chỉ còn cái tỉnh táo không bằng hào quang 2/3, thì chỉ việc gật đầu thôi. Tôi, Phật đến rước tôi, nhưng mà gật đầu một cái, tôi giảng sanh vậy đó, thì chết và hạ phẩm trung sanh. Còn nếu mà mê man, cái tư tưởng mình tới 2/3, hào quang A Di Đà có 1/3 thôi, thì người này ít có khỏe, nhưng mà vẫn tỉnh, thì chỉ chớp mắt thôi, yếu quá rồi, cười không được, mà gạt đầu cũng không được, chỉ có chớp chớp con mắt rồi ra đi, hạ phẩm hạ sanh. Còn hỏi nín thinh, không cười, không gạt đầu, không chớp mắt, mê man, mệt, hên xui, cái này là sinh xong. Nếu cái tư tưởng hồi nhỏ nó hiện ra, mình đòi đi học ăn cắp xoài, ăn cắp mít người ta, thì nó hiện ra lập tức 4 đường ác, tắt thở liền lúc nãy. Thành ra cái ban hộ niệm, nhất là người khai thị, quan trọng vô cùng. Đừng để người hấp hối mê, không bao giờ mê, phải kêu tỉnh liền.
mà người ta đang trong chiêm bao nơi cái dòng ai lại ra, nhớ tới hôm qua hôm kia một hai kiếp trước, rồi nhớ tới tiện tương lai này kia mà mình kêu thức, kêu họ tỉnh, họ bực mình, họ bắt đầu sân. Là thấy cái mặt đổi khác là phải năng nỉ, là cái người khai thị phải dịu dàng, khôn ngoan, và giáo pháp phải cho vững vàng. Thành ra kiếm ở đây thì khó kiếm. Kiếm một hai người khai thị đó thì khó kiếm. Người khai thị này quyết định cho hết là 80-90% cho người chết. Người chết mà giảng sanh hay không, nếu mà cái định lực kém thì trong tay người khai thị này, nếu họ khôn, họ sáng tạo thì họ có thể giúp cho người chết giảng sanh. Đúng là tôi kể chuyện nữa nhưng mà thôi, thời giờ nó hết rồi. Rồi tới cái đó là giai đoạn thứ nhất, biết người chết giảng sanh về thượng sanh, trung sanh hay hạ sanh. Nhưng mà chưa, muốn cho vững hơn phải coi tới trạng thái thứ hai. Trạng thái thứ hai là sau khi 8 tiếng rồi thì đưa cái tay lên thử coi người chết mềm hay là cứng. Tay chân đầu mà cứng ngắc như khúc củi là rồi. Cái này là cái Hào Quang Di Đà không có trong đó. Còn nếu Hào Quang Di Đà trong xác thân này, quý vị đưa lên đưa xuống mềm còn hơn lúc sống, thì biết là có Hào Quang Di Đà trong cái xác thân này. Cái này là cái rất hay ở trong di thức học. Rồi bây giờ muốn biết chắc nữa, rờ trong châu thân. Mà người rờ phải là một người giữ giới cho kỹ. Cái tâm phải là cái tâm có chứng đắc. Thì lợi gần người chết là người chết cảm thấy một sự hỷ lạc. Mà chết thì họ đâu có chết. Chết là xác thân, chứ cái cảm giác, cái linh hồn họ vẫn còn trong đó. Cũng như quý vị mà lợi người tu chơn, quý vị cảm thấy sảng khoái an lạc. Mà lợi một người ác đánh lộn hay là như công an này kia rồi, quý vị cảm thấy một sự nóng nảy khó chịu, sợ vô cùng. Sợ vô cùng. Thành ra người có giữ giới rồi phải nên lợi gần người chết. Còn mấy người nhậu nhẹt, mấy người mà người chết không thích, năn nỉ đi ra. Người chết họ chết là cái thân chứ cái tâm họ còn ở đó. Theo di thức là 8 tiếng thì có thể 10 tiếng, 1, 2 ngày, 7 ngày, 7, 7, 49 ngày họ chưa đòi xuất thân họ. Cái đó là do cái chấp của người lúc còn sống, mà mỗi người có cái chấp khác nhau chứ không giống nhau. Nhưng mà thông thường là 8 tiếng. Thì nội trong 8 tiếng quý vị mới rờ coi cái thần thức là cái linh hồn nó xuất cái chỗ nào. Nếu linh hồn ngu si đó, hồi còn sống làm ác, chửi cha mắng mẹ, phạm tội ngũ nghịch, thì tất cả đều lạnh ngắt hết, còn cái bàn chân là nóng thôi. Còn có bàn chân là nóng thì cái này khó à. Khó mà giảng sanh. Khó chứ không phải là không được. Nếu người khai thị ban hội niệm mà hiểu giáo pháp vẫn giảng sanh thôi. Nhưng mà cực à, phải niệm cả 1-2 ngày, 3-4 ngày, cho tới chừng nào cái hơi nóng nó chạy từ bàn chân lên tới bụng. Bàn chân là địa ngục, còn tới cái chân là súc sanh, là loài thú, là những người còn sống mà bươn chải chạy kiếm tiền nuôi gia đình, cực khổ đầu tắt mặt tối để có đồng tiền mà nuôi vợ nuôi con. Biết có tiền thôi thì tất nhiên là ta kêu bươn chải, hai cái chân chạy hoài, ở chỗ nào mà làm ăn cá thì giàu do đó để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Mặc dầu mình nuôi vợ nuôi con là cái tốt, nhưng muốn làm giàu thì tất nhiên phải có những cái lương lẹo. Nhà đều ăn cả mà tội trời riêng mang, cái nhân quả nó không tha ai đâu. Thành ra cái đó là cái khó khăn nhất. Tôi có nhiều Phật tử là lời nói với tôi, thì tôi kể sơ thôi. Cổ thì có mẹ bệnh, bệnh nặng, một tiền thuốc một ngày cả mấy trăm cả triệu bạc. Đứa em đi học đại học, mà cổ thì không có gia đình, mà cổ đẹp vô cùng, có sắc mà sửa soạn. Và bây giờ thời buổi này làm sao mà có tiền nuôi mẹ nuôi em được, thì phải đi bán ba. Mà cái sắc đẹp của cổ thì chiêu dụ biết bao nhiêu, nhất là những ông cốm và những người giàu có. Mà cổ lại là người Phật tử nữa, cổ đặt niềm tin ở tôi, cổ hỏi như vậy có tội không sư? Tôi nói cổ làm cái gì mà tội. Cô nói thiệt là vậy đó. Còn mấy ông cốm lợi ăn đó thì cái bia đó một thùng 10, một kết đó 10 chai. Thì trong đó có 10 chai không,
con đổi 10 chai nước với con để 10 chai không cho nó. Kỳ mấy ông nhậu đâu, ông đâu có biết gì ra, thì cứ đếm cái kết đó mà trả tiền. Thành ra uống có 5 chai mà phải trả tiền 10 chai. Là con lời cái đó là con nuôi mẹ với nuôi em con. Vậy có tội không sư? Con đem vô tiền cho cúng dường cho sư. Tôi nói không, tôi không có nhận cái tiền này. Tiền này là tôi không biết thì tôi nhận, đã biết rồi thì cô cải cải sửa. Còn không là tôi không có nhận. Cô thông cảm. Dù cô có giận tôi cái gì tôi cũng vậy. Giờ cô phải cải sửa cái nghề con. Cô nói con làm phước nuôi mẹ mà sư, cái chữ hiếu là đầu tiên. Mà con lại là người chị nữa. Con không có gia đình, con làm để cái tiền đó con nuôi mẹ. Sư biết mẹ con một ngày gần cả triệu đồng bạc tiền thuốc. Còn em đi học ở Đại học Sài Gòn. Tôi nói cái đó đúng. Cô làm phước thì được phước, nhưng mà cô làm tội thì phải có tội. Chứ đem trừ cấn là biết sao là thiếu thừa. Thì bây giờ cô kẹt cô làm thời gian, nhưng mà cô phải tìm cái nghề khác cô đổi thay đổi. Chứ không thể nói là lấy cái phước mà trừ cái tội. Không có thể có đó được. Nó trừ một phần nào thôi mà cô chưa đắc thánh quả cô làm sao biết. Thì tốt hơn là cô phải làm cái nghề nó lương thiện. Thà là có ít, cô gói ghém cô làm sao lo cho mẹ cho em thì cái này nó đúng hơn. Thì cô khóc, cô hứa tôi là cô phải cố gắng thay đổi. Nhưng mà sư nên nhớ cái đời bây giờ không thể thay đổi cái chỗ nào mà kiếm tiền dễ hơn là đứng để ăn nhậu. Thì tôi nói vậy đó. Nếu mà ý chí còn mạnh, cô thấy là tội lỗi thì cô phải cải sửa thôi, mà không thì cô phải chịu. Chứ bây giờ tôi làm sao bây giờ? Còn cái tiền này thì cô để nuôi mẹ với em đi, tôi không có nhận được. À, chừng nào cô cải sửa nghề lương thiện tôi sẽ nhận. Thì chúng ta phải hiểu cái nhân quả nó không tha ai hết. Mình phải cải sửa cái nhân thì có quả nó mới không đến. Thành ra trong kinh thường nói Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Mình gieo hột nhân xấu rồi mình lại trời lại đất, đừng cho nó lên cái tốt. Khó lắm. Cái định lực mình phải mạnh mới chuyển được. Như tôi nói đây, hột mình bác cây mình bác muốn là trái mãng cầu vẫn được. Nhưng mà con người nào phải thông minh, phải biết cách tiếp cận, phải biết cách vô phân, phải biết nó hợp với cái phân giống nào, thì con người phải thông minh, ý chí mạnh mới có thể cải sửa nghiệp được. Còn cái nghiệp quá nặng mà mình cái ý chí mình, cái nghiệp bây giờ 10 tấn mà ý chí mình có 1 tấn thì làm sao mà cải sửa, phải quỵ thôi. Mặc dầu cái thế giới này nó không thật, nó là giấc chiêm bao, nhưng mà lúc mình còn chiêm bao mình còn mê thì vẫn là thật. Bây giờ mình nằm ngủ chiêm bao, mình thấy ăn trộm ăn cướp cọp nó rượt mình, mồ hôi đó ướt hết chứ, phải không? Rồi khi tỉnh dậy đâu có cọp nào đâu, mà tại sao mình lại sợ? Bây giờ tỉnh thì hết sợ, nhưng mà mê vẫn sợ. Mà muốn tỉnh là quả nào mới tỉnh, cái gì biết không? Phải A-la-hán mới tỉnh. Bây giờ nhập lưu, tôi không biết có nhập lưu nữa hay không. Thành ra tôi cố gắng giữ giới. Ngày nào mà tôi không thể giữ được thì tôi mới phương tiện. Còn tránh được tôi tránh tới cùng. Thành ra có nhiều vị ghét tôi. Cổ lỗ sĩ cố chấp. Không không có theo bằng cập nhật quá. Mỗi ngày ta thay đổi. Đời càng tiến quá thì phải đổ theo tôi. Cứ cố chấp hoài làm sao đổ. Nhưng mà quên cái câu thứ hai. Cái gì quý vị? Đời càng tiến quá phải đổ theo thời thì mới được. Mà theo thời phải cố gắng công phu, tức là phương tiện thì mới độ đời được. Mà phương tiện đừng dính mắc. Dính mắc thì bao nhiêu công phu mình đổ xuống biển hết. Người ta lội giỏi, người ta dưới sống là một thứ, ta giục bỏ cái phao. Mình lội còn chưa xong, bắt chước người ta giục bỏ cái sao. Thành thần trọng. Nó phải vậy thôi. Thành ra người ngu thì phải biết cái trình độ mình ở đâu, để rồi cái mục đích dẫn tới như thường như tôi nói hồi nãy. Mình không có xe hơi, không có Honda, không có gì thì cứ lúc lắc thôi. Chứ bắt chước bây giờ tôi không có xe hơi, không có Honda, tôi ngồi đó tôi la trời, chửi đất thì vô tình tạo thêm cái tội, ích lợi gì đâu. Thì thôi, ao về nhà ta tắm ao ta, ao
dù trong dù đục thì ở nhà vẫn hứa mình có nhiêu thì làm mấy. Như vậy là quý vị cố gắng heo. Vậy thì cuối cùng là coi coi người chết cười hay gật đầu hay chớp mắt. Cái thứ hai rồi coi nếu cái bàn chân thì địa ngục, cái chân thì súc sanh, cái bụng thì ngạ quỷ. Ở dưới này là không sai được. Tới cái ngực thì sanh về cõi người, nếu có phát nguyện thì giờ tiếp dẫn về hạ phẩm hạ sanh. Còn nếu cái mặt thì hạ phẩm trung sanh, sanh về cõi trời sắc giới. Còn cái trán thì cõi trời vô sắc, nếu có phát nguyện thì về hạ phẩm thượng sanh. Còn cái đỉnh đầu là thánh nhân nhập lưu nhất dẫn lại bất lại a la hán, thành ra cái thần thức khôn ngoan nhất là đi trên đỉnh đầu. Sau tôi sẽ giảng tại sao cái đỉnh, cái trán, cái mặt là cái chỗ cao thượng nhất. Còn từ cái bụng, cái bụng là do ham ăn, nó bây giờ ăn cái gì cũng đưa ra bụng hết, thành ra nó ngạ quỷ. Còn cái chân này thì hai chải, ai mà khỏe thì bươn chải chung như ta thấy con gà nó bươi hoài. Con gà muốn ăn cái gì nó phải bươi nó mới ăn được. Thì mình cũng vậy, bươn chải kiếm tiền nuôi vợ nuôi con nuôi mẹ làm đủ cách, rồi sợ tội lỗi. Bây giờ vô ông sư cứu mình, chú miệng cho mình hết, không có vấn đề hết đâu. Ông sư lơ mơ, ông cũng mang nghiệp chết mộ luôn. Chỉ có mình cứu mình thôi. Đừng có mong ông Phật cứu, ông Phật còn không cứu được, đừng nói ông sư. Thành ra cô đó ông tưởng vô nói với tôi là tôi cứu được, tôi nói không được đó. Chỉ có mình cô cứu cô thôi. Bây giờ Phật Di Đà, Phật Thích Ca mà nếu cứu cô được, tôi xin xuống địa ngục. Không ai cứu mình hết, chỉ có một mình thôi. Quý vị nên trở về cái đó. Tôi giảng pháp luôn luôn tôi nắm cái gốc. Cái gốc chính là mình, đừng có tin bên ngoài. Nhưng mà như vậy không phải người ta nói gạt bỏ, nghe rồi áp dụng thử vào trong cuộc sống này, đem lại hạnh phúc cho tôi, hạnh phúc cho tất cả mọi người. Cái này đúng, dầu đứa nít nói tôi cũng theo. Còn dầu cho Đức Phật mà thị hiện ra dạy cái này, tôi đem áp dụng mà khổ đau tôi, khổ đau mọi người, tôi cũng không nghe. Dầu là Phật, mình phải có một cái sự quyết định cho sáng tỏ vậy. Nếu tôi nói sai là tôi xin chịu tội hết. Còn quý vị làm, quý vị đáng chịu. Thành ra luôn luôn cái mấu chốt của tôi, cái cốt lõi của tôi là mỗi người phải trở về với mình. Như vậy là không phải gạt hết, mình phải nghe hết, rồi mình trạch pháp, mình lựa chọn. Mà làm sao lựa chọn chứ? Con đã ngu rồi, thì đã ngu thì lựa chọn những người ngu. Còn con thông minh, con lựa chọn những người thông minh. Thành ra muốn lựa chọn đầu tiên là phải thông minh, phải nhất niệm. Bây giờ con không biết thì con mẫu giáo mà sư biểu con không làm, phải là thì phải có niềm tin. Nhưng mà niềm tin nó hên xui, mình giái Đức Quan Âm nhất là cho mình đi đúng con đường. Rồi mình phải suy nghĩ, phải nghi hoài, như thế nào là thiện, như thế nào là ác. Chính Khổng Tử còn trả lời không được câu này, tới Đức Phật trả lời được. Nhưng thấy hay, Đức Phật nó không biết người đó thiện hay ác. Cũng như là kể câu chuyện đó, một chàng trai chở mẹ, chở cha, chở thầy, chở vợ, chở con. Nhưng mà thông minh chưa phải là toàn diện. Nhưng mà nhờ thông minh, quý vị sẽ đi tới toàn diện. Mà thông minh là gì? Là đầu tiên phải giữ năm điều ác không làm, năm điều thiện phải làm. Quý vị thông cảm cho tôi, gặp Phật tử là tôi hỏi cái đó trước tiên. Mà cái giới nào đứng đầu là giới đó quan trọng hết. Mình phải thứ lớp, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, phải học thuộc. Tôi 250 điều mà tôi phải thuộc, một tháng tôi phải tụng 2 lần. Quý vị có 5 điều mà không thuộc, rồi 5 điều lành nữa. Không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, đó là dài dài. Đó là cái nền tảng đầu tiên của cái sát thân. Rồi bây giờ mới đi tới cái tâm. Mà cái thân không đàng hoàng thì cái tâm làm sao mà sáng suốt được. Thì niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm thì chưa có thông minh. Chừng nào khỏi còn niệm Phật nữa thì đây là thông minh. Thì quý vị sẽ biết như thế nào là tốt, như thế nào là xấu.
như thế nào là dữ, như thế nào là ác. Thì Đức Phật nói các con hãy coi theo giới luật. Nếu giữa cha với mẹ mình mà có sự hiểu lầm lấn cấn, mình bên ai thì không tự đầu hàng. Giữa vua với cha mình, với chồng mình mà có sự hiểu lầm lấn cấn, mình phải hy sinh ai? Thì có chuyện ở Đông Châu á, giữa chồng với cha ruột mà hiểu lầm, bây giờ phải giết chồng hoặc là giết cha, hy sinh chồng hoặc hy sinh cha. Thì cô không biết là ai quan trọng, hỏi bà mẹ, mẹ nói hai người đều quan trọng như nhau. Cô nói không phải, con muốn nói là con trong hai người đó con phải chọn một người. Thì bà mẹ biết rồi, bà mới nói con à, tình cha con là tình thiêng liêng, chết cha không thể tìm cha khác được. Tình vợ chồng là tình nhân tạo, chồng con chết con có thể kiếm chồng khác. Thì đứa con nó hiểu liền, thì nó phải hy sinh chồng chứ sao. Nhưng mà Khổng Tử nghe, Khổng Tử cười, nói hai cho mụ già, hai cho bà lão. Còn nếu ông vua mà là trung quân, ông vua là trung quân, người minh quân, thì bà xử như sao? Còn nếu ông vua là hôn quân do đạo thì bà xử như sao? Thành ra giữa chồng, giữa vua, giữa cha, ai quan trọng hơn? Thì chúng ta thấy khó xử. Và người ta còn kể thêm nữa, nếu chàng trai chở vua, chở cha, chở thầy, chở vợ, chở con, năm người này người nào quan trọng nhất? Kế đó người thứ hai người nào, người thứ ba là ai? Khổng Tử nói gì? Nhân nan làm người là khó. Biết ai bây giờ? Tới chừng Đức Phật này mới giải quyết. Ngài nói người nào giữ giới cao, người nào mà cái ý chí mạnh thì người này cần phải sống, người này cao thượng hơn. Như vậy là người năm giới tốt hơn người không giữ giới, thiện hơn. Không biết cha mẹ vợ con gì hết, người nào giữ giới được là người này ý chí mạnh, người thiện. Người tám giới cao hơn người năm giới, người mười giới thì cao thiện hơn người tám giới năm giới, người 250 giới thì thiện lành hơn người năm giới tám giới. Nhưng nên nhớ Đức Phật nói là nói vấn đề thần thông. Tới cái cuối cùng Ngài mới đưa qua cái trí tuệ. Mà chúng ta đọc kinh thường thường chúng ta bỏ cái câu cho. Rồi cuối cùng thiên lên nhập lưu thì hơn là người mười giới nhất, tám giới, năm giới. Thánh thứ hai Nhất Vãng Lai cao hơn nhập lưu. Thánh thứ ba cao hơn tất cả. Thánh thứ tư A-la-hán cao hơn Bất Lai. Thánh thứ nhất, nhì, thứ ba. Rồi tới Bồ-Tát Thánh. Thành ra 1 tỷ tỷ Bồ Tát Thánh thập địa so với Như Lai không bằng một Như Lai. Còn mà có chót, bỏ. Bỏ là chết. Cái này là cái thần thông. Còn câu chót Đức Phật nói nữa, câu cuối cùng đó, gần cuối cùng đó nói là bây giờ cúng dường bố thí, cúng dường cho 1.000, cho 1 tỷ tỷ A-la-hán, cho 1 tỷ tỷ Bồ Tát Thánh không bằng cúng dường cho một Đức Như Lai. Còn câu chót nữa, cúng dường cho 1 tỷ tỷ Đức Như Lai không bằng cúng dường cho cái chân tâm bổn tánh của mình. Câu này là câu an tiện nhất. Câu này không phải là thần thông mà là trí tuệ. Còn tất cả từ ở dưới cho tới Bồ Tát Thánh Như Lai toàn là thần thông. Có cao, có thấp, có hay, có dở. Thì những người giữ giới cao và cái hiểu biết gần như toàn diện thì những đó là đáng kính nhất. Nhưng mà kính, thí dụ mình kính Đức Như Lai, mình cúng dường cho Như Lai, mình coi 1 tỷ tỷ Bồ Tát Thánh không bằng Như Lai. Như Lai có thể làm cho mình thành Phật không? Chắc chắn là không. Mình phải biết chắc chắn là không. Mình cung kính Ngài là để mình làm Ngài. Mình cung kính Phật là để mình làm Phật. Cung kính mà giao hết cái thân tâm cho Phật là phản bội Phật. Đức Phật nói ai cung kính ta mà không hiểu ta, đó là phản bội ta. Mình lại Phật đi xói đầu mà thành Phật, tôi xin chịu tội. Mình phải hành theo lời Đức Phật chỉ. Đức Phật nói ta là Phật đã thành, các con là Phật chưa thành, đang thành. Thì thực hành giống như ta,
phải làm những việc khó làm, phải nhẫn những điều khó nhẫn, thì cái đó mới là thành Phật. Thành ra cúng dường một tỷ tỷ Như Lai không bằng cúng dường cho chân tâm bổn tánh của mình. Nghĩa là mình phải làm Phật mới trả ơn Phật được. Còn lại Phật xói đầu lại tới mà niệm Phật tới cả ngàn cả tỷ câu cũng không thành Phật được. Phật A Di Đà có hiện ra, nói Ngài cho con thành Phật, rồi nói ta không có làm cái đó được. Con muốn thành Phật thì con phải tu. Mà cái cách tu thì cha chỉ cho con. Ta chửi sai là ta phải chịu tội, mà ta chỉ đúng là con không hành là con phải chịu lỗi. Thôi tới đây thôi, thấy không? Vậy thì chúng ta phải hiểu rằng cái vấn đề tu tập hôm nay thì muốn coi giảng sanh hay không là coi người đó có giữ giới hay không. Và lúc niệm Phật coi mỉm cười hay là gật đầu hay là chớp mắt. Cái thứ hai là phải để 8 tiếng coi cái tay chân mềm hay không. Nếu mỉm cười mà gạt đầu thì tay, nhất là mỉm cười, tay chân mềm còn hơn người sống. Vì cái đó là cái thần lực A-di-đà chứ không phải là cái linh hồn của mình, nó có 1/3 thôi. Rồi rờ cái thân nữa, nếu mà trên đỉnh đầu này thì con ở đó là trung phẩm, sanh về thánh. Còn cái trán là hạ phẩm thượng sanh, cái mặt là hạ phẩm trung sanh, cái ngực là hạ phẩm hạ sanh, hết rồi. Bụng là ngạ quỷ, chân là xuất sanh, bàn chân là địa ngục, xong. Thì cái thứ ba, như vậy có ấn chứng vậy là mỉm cười, gật đầu, chớp mắt, và 8 tiếng tay chân còn mềm, mà ra thì cái trán, cái đỉnh đầu, cái trán, cái mặt và cái ngực thì thiêu chắc chắn có xá lợi. Mà nếu thiêu mà chỉ còn là xương không, cho không, không có xá lợi thì không giảng sanh. Rồi đại khái là vậy. Thì Phật tử về cố gắng, tôi xin giảng tới đây xin tạm ngừng. Vậy trước khi dứt lời thì tôi cũng xin một lần nữa trùng tiên lại ba người cầu đây. Thì cô Kha Thị Sải, pháp danh là Như Tăng, là tôi cũng đọc pháp danh thôi. Thì nếu đã giảng sanh thì giảng sanh cao hơn, còn ở cõi trời thì kêu gọi Di Đà đến, chúc ban hội niệm, ta niệm, cô niệm theo. Thì cô về cực lạc Phật A Di Đà. Cô đợi tôi, thời gian tôi về đó tôi kiếm đó. Còn cái ông, cái người thứ nhì thì tôi không rành, Khư Lễ, pháp danh là Thiện Tâm, thì tôi không biết ông này. Còn người thứ ba là Võ Hùng Sơn, thì tôi năn nỉ cô Thiện Chí về tụng thêm kinh Địa Tạng. Tới chừng nào có ấn chứng, thấy Phật A Di Đà, Phật Địa Tạng rờ đầu, thấy hào quang, thấy hoa nở, thấy các điều tướng lạ, là ông giảng sanh về cõi trời đó. Thì ngưng địa kinh, đựng kinh Địa Tạng, tụng kinh A Di Đà và niệm Phật cho ông về cõi Phật, thế là xong. Về cõi Phật cũng vậy, cũng có ấn chứng vậy, là ông về cực lạc. Đó là cô làm một việc công đức rất là lớn, tôi sẽ tán thán những điều đó. Như vậy cô đã có cái tâm thương người em, phải nói em không biết tôi quên rồi. Đó thì cô giúp là giúp cho trọn, tức là trọn là ông phải giảng sanh thôi. Thì hôm nay ông về đây nghe chắc chắn là vậy. Nhưng mà vấn đề ông giảng sanh là tôi thấy khó. Vì lúc còn sống là ông không tu gì hết. Con người mà tự tử là cái hiểu biết quá kém. Thì bây giờ tự lực ông không thể giảng sanh được. Ông phải nhất niệm. Mà nhất niệm là cái kém quá, làm sao mà A-di-đà không thể giúp mình nhất niệm, chỉ có Địa Tạng thôi. Mà Địa Tạng thì cô phải kêu cảm Ngài mới ứng. Mà ông chết ông làm sao cảm nổi, thì phải nhờ cái tha lực của cô. Thì tất cả đều nhờ ở cô. Vậy thì cô cố gắng theo. Vậy thì trước khi dứt lời, một lần nữa tôi kinh cầu chúc cho mấy cái dòng đây, cũng đây là chứng minh cái ngày xuất bát hôm nay của cô Thừa với cô nào buổi sáng, cô Ấn, cũng như là ba cái dòng đây và Phật tử hôm nay, cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều chống giảng sanh cực lạc và gặp nhau ở thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật.